cú sút hài giữa RB Đà Nẵng và Thanh Hóa vào buổi chiều ngày hôm nay trên sân Hòa Xuân là một trong ba trận đấu diễn ra cùng giờ. Bóng đó là sân Minh và sân Lạch Chay. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu trên sân Hòa Xuân đã bắt đầu. Đường chuyền của Văn Long. Đình Hoàng. Cả ngang dứt điểm. Và như vậy là bàn thắng mở tỷ số đã đến với các cầu thủ RB Đà Nẵng. Và ghi bàn của Tanda ở phút thứ 12 của trận đấu. Ngay ở cơ hội đầu tiên có được về phía cầu môn của Xuân Hoàng thì các cầu thủ RB Đà Nẵng đã thành công. Chúng ta cùng xem lại tình huống ghi bàn của Tanda. Một pha bóng mà đã có tới hai cầu thủ của RB Đà Nẵng băng vào dứt điểm cận thành. Chuyển vào trong của đội trưởng bên phía Thanh Hóa lại không chuẩn xác. Và bây giờ là pha chuyền bóng dài của các cầu thủ Đà Nẵng. Akinade. Akinade. Dứt điểm. Hàng phòng ngự của Thanh Hóa đã chơi rất sơ sẩy trong một tình huống mà tưởng chừng như sự nguy hiểm đã trôi qua. Thì hai cầu thủ của Thanh Hóa đó là số 32 Ngọc Nam và số 17 Hoàng Thái Bình lại phối hợp với nhau không ăn ý và để Akinade lấy được bóng ngay ở khu vực 5m50. Lại là Hoàng Vũ Samson và đường chuyền cho Gassisu. Một pha bắt vô lê. Anh đã chạm được vào bóng nhưng Gassisu không thể có được một pha dứt điểm chuẩn xác về phía cầu môn của Tuấn Mạnh. Chúng ta vừa xem lại đường chuyền của Hoàng Vũ Samson từ bên phía cánh phải và Gassisu trong vòng cấm địa bay người để dứt điểm bóng sống. Thái Bình. Hoàng Vũ Samson. Lại thêm một cú dứt điểm quá nhẹ của Hoàng Vũ Samson về phía cầu môn của Tuấn Mạnh. Đó là cú sút thứ hai của anh sau một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1. Để dứt điểm, bóng đi rất căng. Đáng tiếc là ở cú sút vừa rồi thì bóng lại đi chệch cột dọc khung thành. Một tình huống mà lẽ ra các cầu thủ bên phía đội chủ nhà đã có thể gia tăng được trách biệt. Chúng ta cùng xem lại pha bóng vừa rồi mà đội chủ nhà RB Đà Nẵng đã tạo ra về phía cầu môn của Xuân Hoàng. Chỉ thiếu một chút nữa thôi để Phi Hoàng có thể ghi tên mình lên bảng điện tử. Hai trận cầu tâm điểm của lượt đấu này đều đang có rất nhiều bàn thắng được ghi. Quảng Nam đã dẫn Hải Phòng tới 3-0 chỉ sau có 24 phút thi đấu. Còn vào lúc này trên sân Bình tỷ số đang là 1-1. Balik rất nguy hiểm. Vừa rồi thì Tuấn Mạnh đã phải trổ tài để cứu một bàn thua trông thấy cho các cầu thủ chủ nhà. Một cú ra chân và bóng đã đi rất hiểm. Cú sút chân trái của Balik đã đưa bóng về phía góc cao khung thành. Nhưng đây là tình huống mà Tuấn Mạnh đã chơi tốt. Xuân Hùng dứt điểm ngay. Pha dứt điểm như vậy không thể đe dọa được cầu môn của Tuấn Mạnh. Trên sân Hòa Xuân thì ở đầu hiệp 2 bên phía đội khách Thanh Hóa đã có sự thay đổi người đầu tiên khi mà Đình Tùng được tung vào sân. Cơ hội cho các cầu thủ RB Đà Nẵng dứt điểm ngay và như vậy tỷ số là 2-0.
Phút thứ 47 của trận đấu và kết quả là 2-0. Akinade là người đã lập công cho đội chủ nhà. Một tình huống mà hàng phòng ngự của Thanh Hóa đã bị loại bỏ hoàn toàn. Và các cầu thủ RB Đà Nẵng đã có một pha dứt điểm khá dễ dàng với phía cầu môn của Xuân Hoàng. Thay cho lời chia tay với các cổ động viên, chúng ta vừa xem lại tình huống chuyền bóng xé toang hàng phòng ngự của Thanh Hóa. Một pha bóng mà các cầu thủ RB Đà Nẵng đã có tới hai người trong vòng 16m50, đó là số 24 Akinade và số 77 Tanda. Cơ hội cho Xuân Hoàng để có thể cản phá được tình huống vừa rồi là con số 0. Ngọc Nam. Pha chéo bóng của Ngọc Nam dứt điểm. Đình Tùng là người đã băng vào để dứt điểm ở tình huống vừa rồi nhưng hụt bóng. Hoàng Vũ Samson đối mặt với Jelic khá nguy hiểm và căng ngang vào vòng 16m50 và Tiến Dụng là người đã phá bóng đi hết đường biên ngang, chịu quả đá phạt góc bên phía cánh phải. Trước đó thì Samson đã loại bỏ được Jelic trước khi thực hiện pha căng ngang. Hoàng Vũ Samson cú sút ngay, một bàn thắng rất đẹp mắt cho các cầu thủ Thanh Hóa và tỷ số đều rút ngắn xuống còn 1-2. Lê Phạm Thành Long là tác giả của cú sút vừa rồi, đưa bóng vào góc cao khung thành và đánh bại thủ môn Tuấn Mạnh. Sau khi nhận bóng thì Lê Phạm Thành Long đã đưa ra một quyết định, đó là dứt điểm về phía góc cao khung thành và anh đã thực hiện cú sút của mình hết sức chuẩn xác. Bóng đã đi vào vị trí không thể cản phá. Và kết quả tại sân Hòa Xuân vào lúc này đang là 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Văn Hội, cơ hội dứt điểm không vào. Một tình huống đối mặt của Văn Hội đối với thủ thành Tuấn Mạnh nhưng anh lại không thể chiến thắng được thủ môn của đội chủ nhà. Thiếu chút nữa thì các cầu thủ Thanh Hóa đã san bằng được cách biệt. Một pha dứt điểm ở cự ly khá gần nhưng góc sút là hơi hẹp và Tuấn Mạnh đã kịp thời cản phá. Cơ hội cho các cầu thủ RB Đà Nẵng, liệu có bàn thắng hay không? 3-1 rồi, 3-1 cho RB Đà Nẵng và người lập công là Hà Đức Trình. Ngay sau khi Văn Hội, một cầu thủ vào sân thay người, bỏ lỡ cơ hội để san bằng cách biệt cho các cầu thủ Thanh Hóa, thì một cầu thủ vào sân thay người bên phía đội chủ nhà là Hà Đức Trình đã thành công một pha phá bẫy việt vị và chiến thắng thủ môn Xuân Hoàng ở tư thế đối mặt, mang về bàn thắng thứ 3 giúp cho RB Đà Nẵng dẫn đội Thanh Hóa vào lúc này với tỷ số là 3-1. Những bước chạy của Hà Đức Trình đã loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của đội khách. Và cú sút sau đó đi vào giữa khung thành, mang về bàn thắng thứ 3 cho các cầu thủ chủ sân Hòa Xuân. Sẽ có quả đá phạt góc cho các cầu thủ đối khách. Như vậy là các cầu thủ Thanh Hóa một lần nữa lại rút ngắn cách biệt trên sân Hòa Xuân. Kết quả vào lúc này đang là 2-3 ở phút thứ 82 của trận đấu. Và người lập công Đình Tùng lại thêm một cầu thủ vào sân thay người nữa ghi bàn. Chúng ta cũng xem lại tình huống đá phạt góc và sau đó là bàn thắng rút ngắn cách biệt. Hai cầu thủ của Thanh Hóa đã băng vào dứt điểm cận thành.
và Đình Tùng là người thành công. Đây là hiệp 2 của trận đấu này được bù giờ tới 5 phút. Vẫn còn cơ hội cho Thanh Hóa để san bằng cách biệt. Hoàng Vũ Samson vừa rồi là đường chuyền cho Văn Hậu. Hoàng Vũ Samson 3 đều. Ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2 thì Hoàng Vũ Samson đã san bằng cách biệt. Những bàn thắng đang được ghi liên tiếp ở những phút cuối của các cặp đấu. Hải Phòng sau khi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 thì đã phải nhận bàn thua thứ tư. Và kết quả tại Lánh Chay vào lúc này đang là 4-1 nghiêng về phía Quảng Nam. Vẫn còn hy vọng cho các cầu thủ Quảng Nam trong cuộc đua trụ hạng. Các cặp đấu đều đã bước sang những phút bù giờ. Và kịch tính thì vẫn chưa kết thúc. Và như vậy là cuộc so tài giữa SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa đã kết thúc với tỷ số chung cuộc là 3 đều. Các cầu thủ Đà Nẵng chỉ có được một điểm trên sân Hòa Xuân ở lượt đấu cuối cùng của mình tại V-League 2020. Mặc dù đã hai lần dẫn trước đối thủ với cách biệt 2 bàn.